Giáo dục, nâng cao nhận thức cho các đối tượng là một nhiệm vụ quan trọng của quân đội trong giai đoạn mới, và giáo dục truyền thống cách mạng, truyền thống dân tộc trong nhà trường càng có ý nghĩa quan trọng, là một phần không thể thiếu để hình thành và phát triển nhân cách, đạo đức của học sinh. Chính vì vậy, thời gian qua, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố luôn tạo điều kiện để học sinh trên địa bàn hiểu và trân trọng lịch sử thông qua các chuyến đi thực tế tại đơn vị quân đội. Kỷ niệm 78 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, trường tiểu học Ngô Sĩ Liên, quận Liên Chiểu tổ chức cho 120 học sinh tiêu biểu khối lớp 5 đến tham quan tiểu đoàn 699 tăng thiết giáp thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố. Tại đây, các em học sinh và thầy cô giáo được tham quan nơi ăn ở, học tập, huấn luyện của các chú bộ đội với tâm thế háo hức, tò mò, đầy phấn khởi, thích thú khi được làm theo chú bộ đội. Lần đầu tiên trong đời các em được thấy thực tế các loại xe tăng, xe thiết giáp vận hành, cảm giác ngỡ ngàng lẫn phấn khích hiện rõ trên từng khuôn mặt. Hôm nay con đi tham quan thì con thấy được xe tăng, xe thiết giáp và xe chở lính. Khi con cảm giác mà con rờ vào cái xe này thì con thấy nó rất là lạ. Trước đây em nhìn được những chiếc xe thiết giáp như thế này ở trên TV. Bây giờ em thấy ngoài đời thật, em thấy rất vui và em thấy nó rất hoành tráng. Dạ, con thấy rất vui khi được tham quan trại quân đội. Dạ, con mua được là những chú bộ đội. Việc giáo dục truyền thống, dân tộc, quân đội thông qua tham quan thực tế có phần đáng kể trong việc hình thành nhân cách, nhận thức ở trẻ. Ở bậc tiểu học và trung học cơ sở, giáo dục quốc phòng an ninh không phải là bộ môn riêng mà chỉ được lồng ghép vào trong các môn học khác. Vì vậy, những hoạt động ngoại khóa như thế này đã góp phần bổ trợ thêm kiến thức cho các em. Dịp 22 tháng 12 năm nay, tiểu đoàn 699 đã đón gần 1.000 học sinh tiểu học và mầm non trên địa bàn đến tham quan. Trong quá trình tham quan là chúng tôi thường xuyên tổ chức những cái hoạt động mà để các em thấy được cái vẻ đẹp của cái đời sống quân nhân trong quân đội, cái sự gần gũi của người lính trong thời bình. Qua đó hình thành nên được cái tình yêu đối với những người lính trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong cái kế hoạch năm học của nhà trường ấy, các hoạt động trải nghiệm thực hiện theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 thì trường có tổ chức nhiều cái hoạt động nhân cái ngày 22 tháng 12 ấy, thì hàng năm thì nhà trường tổ chức để cho các em đi tham quan các cái doanh trại, tiểu đoàn, sư đoàn để cho các em có được những cái kiến thức về tình yêu quê hương đất nước, yêu các anh chiến sĩ bộ đội Cụ Hồ. Hiện nay, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố rất chú trọng nhiệm vụ giáo dục, nâng cao nhận thức cho các đối tượng. Nhà văn hóa, lực lượng vũ trang, tiểu đoàn tăng thiết giáp 699 hay trung đoàn bộ binh 971 hàng năm luôn tạo mọi điều kiện để học sinh các trường trên địa bàn đến tham quan thực tế. Bởi khơi dậy trong tâm hồn non trẻ lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc là nhiệm vụ cần thiết. Vì chính các em, thế hệ măng non của ngày hôm nay sẽ trở thành những thanh niên tự nguyện gánh vác trọng trách vinh quang, tiếp bước cha anh xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.